Sau phụ kiện Minh Thảo PCP, em xin gửi lời chào đến tất cả anh em đam mê săn bắn hiện đang có mặt ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc nhá. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm bên shop của ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bác về cái dòng kính ngắm đến từ hãng Discovery. Cái dòng kính này thì nó sẽ có tên gọi là VTZ thông số 4-16 nhân cho 44 lần. Tâm của nó là tâm như thế này các bác nhá. Nếu như các bác nào mà đang phân vân chưa biết tìm cho mình một cái kính nào mà tầm giá khoảng độ trên 1 triệu đồng một chút thì mọi người hãy cân nhắc về cái lựa chọn này để dành cho anh em nhé. Sau đây thì em sẽ mở hộp kính để giới thiệu sản phẩm cho tất cả mọi người. Đây các bác nhé, ở bên trong này, trong hộp thì sẽ đi kèm cho tất cả chúng ta, đó là chân kính này, sách hướng dẫn sử dụng và một chiếc bánh xe. Mọi người chú ý là cái dòng VTZ này thì nó sẽ có bánh xe các bác nhá. Bánh xe nhìn nó rất là thể thao. Đây, em sẽ lắp cái bánh xe vào đây. Mọi người là chỉ cần là như vậy rồi là được. Bắt ốc vào là ok. VTZ bánh xe. Rất là đẹp nha các bác nhá. Cái kính VTZ bánh xe này thì sẽ có tổng thể chiều dài là 32 cm. Cân nặng của nó sẽ rơi vào độ 500g các bác nhé. 500g. Đối với cái chiếc bánh xe này thì mọi người dùng để sử dụng cho việc là anh em lấy chỉnh led ở bên này. Bên trái, nút ở bên trái là chỉnh led này. Ở đây là chỉnh lên xuống. Mọi người chỉnh ở đây. Xong thì mọi người bấm nó xuống. Sang trái, sang phải thì mọi người chỉnh ở bên nút ở bên tay phải này cho em. Đây mọi người chỉnh. Zoom thì nó zoom ở đây từ 4 cho đến 16 lần. Có cận viễn các bác nhá, có chỉnh cận viễn ở đây. Cái kính này thì mọi người là chú ý rằng là không có đèn hồng tâm các bác nhá. VTZ thì nó sẽ phân ra hai loại, một loại là có đèn hồng tâm, một loại VTZ bánh xe này thì nó không có đèn hồng tâm, một loại không có bánh xe thì nó sẽ có đèn hồng tâm các bác nhá. Nhìn rất là thể thao. Lên củi rất là đẹp các bác nhá. Cái này con này lên củi rất là đẹp. Đấy. Thì phụ kiện về chức năng của nó là tất cả như thế rồi. Thì bây giờ không biết là để xem tâm kính của chiếc VTZ này nó như thế nào thì mọi người cùng em xem nhé. Đây tâm của nó là tâm như thế này. Để ở trong nhà nhìn nó hơi bị tối nên em lại cầm cho tất cả các bác xem bên ngoài nó như thế nào nhé. Đây các bác nhá. Rất là led này. Rất là led. Đây em ấy, em vẫn đang để chỉ ở mức 4 thôi. Chưa zoom lên tẹo nào. Chưa zoom lên tẹo nào các bác nhá. Đấy.
Đấy, thì giá của một chiếc kính VTZ bánh xe này hiện tại bên shop đang bán là có giá là 1.280.000 đồng bao ship. Mọi người mua hàng thì được phép là bóc hàng ra, kiểm tra hàng, đúng sản phẩm thì mới phải thanh toán nhá. Mỗi sản phẩm ở bên shop bán ra đều có chế độ bảo hành cho anh em. Đấy. Đổi trả trong vòng 1 tuần các bác nhá, đổi trả trong vòng 1 tuần. Đấy. Video của em đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau.